Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh ô tô tại Đồng Nai. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn về một hiện tượng hư hỏng của các dòng xe Euro 4. Đó chính là cái hiện tượng lại là khi mà chúng ta thay cái lọc dầu á, thì cái lọc dầu nó rất là nóng. Cái này mình đang nói trên các cái dòng xe Kia. Còn tương tự như ở trên các cái dòng xe Euro 4 khác hoặc là các dòng máy điện khác, thì khi mà các bạn sờ vào cái bình dầu á thì nó rất là nóng. Các bạn cảm giác nó rất là nóng, nó nóng khác lạ bình thường. Còn đối với các dòng Kia thì khi mà các bạn, hoặc là các dòng Hyundai thì khi mà các bạn mở cái lọc dầu ra là các bạn không mở được, bởi vì nó nóng phỏng tay luôn đó. Rồi cái hiện tượng thứ hai nữa đó chính là khi mà nó có dấu hiệu cái lọc dầu nó nóng phỏng tay như vậy thì xe chúng ta nó đạp ga không lên, hoặc như các cái dòng xe Euro 4 khác thì nó sẽ đạp ga không lên. Và khi mà các bạn chạy được một quãng đường ngắn thôi thì xe có hiện tượng chết máy. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho quý vị các bạn các cái hiện tượng đó trên các cái dòng Euro 4 xem mà nó bị nguyên nhân nó bị tại sao nha các bạn. Thì xuất phát từ một cái anh khách hàng, anh dự tính mua cái sản phẩm D12 Vultronic của bên mình để về cho chiếc xe của anh, và anh kêu rằng chiếc xe của anh có hiện tượng đạp ga không lên. Và sau khi mà anh mang vào trong cái gara để mà anh thay cái lọc dầu á, thì người ta nói với anh rằng cái lọc dầu của anh rất là nóng, nóng bỏng tay luôn. Và người ta báo lại cho anh là lọc dầu của anh bị bỏng tay luôn. Và ngoài cái việc đạp ga không lên thì cái xe của anh chạy một quãng đường thì nó bị tắt máy, đột ngột nó tắt máy à. Thì cái bệnh này càng ngày nó càng nặng các bạn, cái bệnh tắt máy và đạp ga không lên thì càng ngày càng nặng. Ban đầu thì tần suất nó diễn ra chỉ ví dụ như là vài chuyến mới bị một lần, nhưng mà ngày sau này thì tần suất nó rất là lặp lại rất là nhiều lần, và đến một ngày nào đó là xe chỉ cần chạy được một phút là đạp ga không lên hoặc là xe sẽ bị tắt máy. Và các bạn và sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn bóc tách những cái vấn đề đó ra cho nó rõ ràng để các bạn hiểu. Đối với cái dòng xe Kia các bạn thì nó sẽ có một cái đường dầu hồi về đây này các bạn. Đây là cái đường dầu hồi về, dầu hồi về từ phim phun đó. Và đây là cái đường dầu lên, các bạn thấy nó có chặt ba này, và đây là đường dầu vào này, dầu vào cái lọc. Đây là đường dầu dầu vào bơm có áp, và đây cái đường dầu hồi về. Thì do cái đường dầu hồi về nó quá nóng dẫn đến là cái lọc này nó cực kỳ nóng các bạn, nó rất là nóng đó. Đấy là nguyên nhân mà sao mà cái lọc dầu của dòng Kia khi mà cái đường dầu hồi nó lại nóng như vậy, là do cái dầu hồi này nó nóng quá, cái đường dầu hồi của kim này về nó nóng quá, thì nó làm cho cái lọc dầu này nó nóng. Còn đối với các dòng Euro 4 khác các bạn thì khi mà các bạn chạy trên đường á, thì các bạn khi mà các bạn sờ vào cái bình dầu này này, nó rất là nóng các bạn, sờ rất là nóng, nóng khác bình thường. Đó là hiện tượng, một trong những cái hiện tượng trên những cái dòng Euro 4 hoặc là những cái dòng máy điện. Thì cái đường dầu hồi về nó vào trong cái riêng cái dòng Kia thì cái đường dầu hồi nó sẽ cho một cái đường nó trở về cái lọc dầu, nên là khi mà các bạn thay lọc dầu thì các bạn cảm thấy nó rất là nóng. Nó nóng là do cái đường dầu hồi của kim về nó chạy qua cái lọc dẫn đến là nó rất là nóng. Mà tại sao cái đường dầu hồi này nó lại nóng? Bình thường đối với cái dòng xe đang bình thường nhé các bạn, là không chưa gặp một vấn đề gì hết, thì cái đường dầu hồi này nó chỉ hơi ấm thôi, nó chỉ khoảng 40 độ C, 4 đến 50 độ C thôi, nó hơi ấm, các bạn sờ vào tay được. Nhưng khi mà kim phun các bạn có vấn đề thì sờ vào nó rất là nóng, và thậm chí là các bạn không thể sờ được vì nó có cảm giác bỏng tay, rất là nóng. Và vậy thì tại sao mà cái đường dầu hồi này nó lại nóng như vậy? Điều đó thì chứng tỏ là kim phun của bạn có vấn đề rồi, rất là đơn giản. Vậy chung quy của cái vấn đề này, xíu nữa mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao mà nó nóng, nó dầu hồi này nó nóng như vậy mà tại sao nó lại đạp ga không lên, thì xíu nữa mình sẽ giải thích cho các bạn phía sau. Còn bây giờ cái chung quy của vấn đề này,
của cái chiếc xe này thì giờ chỉ có đem kim đi sửa là nó sẽ hết những cái vấn đề đó thôi. Thứ nhất là đạp ga không lên, và thứ hai nữa là cái lọc dầu nó rất là nóng. Vậy thì tại sao cái kim phun này khi mà nó có vấn đề thì nó lại nóng? Về cái kim của anh thì mình bên mình chưa có gỡ ra, thì bên mình chưa biết được rằng là tại sao bên trong cái kim nó bị vấn đề như thế nào thì nó dẫn làm cho cái đường dầu hồi nóng. Nhưng đại đa số những cái xe mà bị cái tình trạng này á thì hầu hết là do kim phun bị nghẹt. Kim phun bị nghẹt thì dẫn đến là cái đường dầu hồi, thay vì cái dầu nó phun vào trong cái buồng đốt thì nó lại bị nghẹt. Nó phun cái lượng phun là 100 ml thì bây giờ nó chỉ còn phun được 50 ml thôi, còn 50 ml nó trở về ngược lại đường dầu hồi. Cái dầu phun vào trong động cơ nó quay ngược trở lại đường dầu hồi, dẫn đến là cái lượng nhiệt mà nó mang trong mình của cái dầu quay ngược trở lại nó rất cực kỳ nóng các bạn, nó rất là nóng. Các bạn biết rồi, đây là động cơ đốt trong. Với thứ hai nữa là cái áp lực của cái dầu mà nó phun vào trong buồng đốt nó rất là lớn. Mà khi mà áp lực lớn thì bắt buộc là nó sẽ sinh nhiệt. Cộng với lại cái nhiệt độ của buồng đốt dẫn đến là cái dầu mà nó quay ngược trở lại này nó cực kỳ nóng. Thì chứng tỏ là cái kim của anh đó nó có vấn đề. Ngoài cái việc mà nó cái đường dầu hồi này nó nóng ra thì các bạn có thể thấy cái vế tiếp theo của chiếc xe anh, cái hiện tượng tiếp theo của xe anh gặp đó chính là vấn đề là anh chạy một chút mà nó sẽ tắt máy. Tắt máy là do cái lượng phun nhiên liệu nó không đủ để cho cái xe nó hoạt động thì dẫn đến nó sẽ tắt máy. Chung quy cũng chẳng có gì gọi là xa lạ, lại vấn đề về hư kim phun mà thôi. Đó là cái hiện tượng này. Cái xe của bạn thì hầu như cái vấn đề mà bị đường dầu hồi này rất là nóng là nó gặp rất là nhiều nha các bạn. Gặp rất là nhiều. Nên là các bạn nào mà có cái hiện tượng gọi là cái đường dầu hồi này nó nóng, và thứ hai nữa là xe tắt máy, và thứ ba nữa là cái bình dầu của bạn nóng, hoặc là cái lọc dầu của bạn nóng, lọc dầu đối với dòng Kia thì chắc chắn là cái xe của bạn là bị hư kim rồi, và chỉ có mang kim mà đi sửa thôi. Còn sửa như thế nào á thì nó là một câu chuyện khác nhé các bạn. Thì câu chuyện khác thì mình sẽ làm một video khác để mình chia sẻ cho quý vị các bạn về cái dòng động cơ D4CB này, như các bạn mình đang quay cho các bạn, hoặc là những cái dòng Euro 4 khác thì mình sẽ làm một trong video khác. Còn tại sao mà khi mà cái bơm tay nó nóng như vậy thì xe nó lại đạp ga không lên? Bởi vì bên trong đây nè các bạn, trong bơm cao áp này nó sẽ có một, tất cả các dòng Euro 4 đều có, là nó sẽ có một cái cảm biến đo nhiệt độ dầu. Khi mà cái cảm biến này nó báo rằng là cái dầu quá nóng thì lập tức là xe nó sẽ đạp ga không lên. Đó là nguyên nhân vì sao mà cái xe mà mình nói ngay từ đầu các bạn á là nó có hiện tượng đạp ga không lên, và cái lọc dầu của xe nó rất là nóng. Đó là vì sao mà nó lại có hiện tượng là đạp ga không lên. Bởi vì trong đây nó có một cái cảm biến nhiệt độ dầu, đo cái nhiệt độ dầu, nếu mà nhiệt độ dầu quá cái ngưỡng cho phép thì lập tức là xe sẽ, hộp ECU sẽ không cho các bạn đạp ga. Mình vừa trình bày cho quý vị các bạn cái nguyên nhân mà tại sao một chiếc xe ga điện, một chiếc xe Euro 4 thì nó lại khi mà thay cái lọc dầu thì nó lại nóng, hoặc là cái bình dầu nó tại sao nó lại nóng như vậy. Và cái thứ hai nữa là cái hiện tượng thứ hai nó sẽ đi kèm với nhau, và là hiện tượng thứ hai là cái xe chúng ta nó sẽ đạp ga không lên, và cái hiện tượng thứ ba đi kèm nữa là chạy một phút nó sẽ tắt máy. Và cái hiện tượng này ban đầu nó rất là ít, tuy nhiên là càng ngày càng về sau thì nó tần suất nó diễn ra thường xuyên hơn, và đến một lúc nào đó nó hệ thống nó không chịu được nữa, hay còn gọi chính xác là kim phun đã hư ban bét ra rồi, thì nó sẽ không, hầu như là không thể chạy được, mà chỉ chạy được một khúc thôi, không thể chạy được lâu nữa. Đó chính là cái video mà muốn trình bày cho quý vị các bạn. Thấy các bạn không, chung quy nó cũng trở về cái kim phun mà thôi.
đối với các cái dòng Euro 4, các cái dòng máy điện và đặc biệt là các cái dòng mới hiện nay như dòng Kia và Hyundai, thì các bạn thấy rằng là cái tất cả các cái bận của nó hầu như là quay quanh cái vấn đề là về kim phun. Và cái vấn đề về kim phun thì mình trình bày quá nhiều với quý vị các bạn, về chi phí, rồi về số lần sửa chữa, về các yếu tố khác mà dẫn đến một người khách hàng không biết sử dụng đúng cách các cái dòng Euro 4, các dòng máy điện thì chỉ có bán xe đi mà thôi, chứ không thể nào sử dụng được, bởi vì cái tần suất diễn ra nó quá nhiều và cái chi phí quá lớn, người ta không đủ khả năng để mà người ta vận hành nổi cái chiếc xe được nữa. Đó. Thì các bạn nào mà có gặp chiếc xe như vậy thì chắc chắn là các bạn cứ mang kim đi sửa thôi, chứ không có cần phải ngồi đoán non đoán già nữa, không cần phải gọi là tốn kém quá nhiều chi phí mà nó vẫn không ra bận nha các bạn. Thì chung quy nó chỉ có nhiêu đó vấn đề thôi. Về sau này đi chăng nữa thì nó cũng có nhiêu đó vấn đề, và nó sẽ phát sinh ra một vài cái hiện tượng mới thì mình sẽ cập nhật lên các video của kênh ô tô tại Đồng Nai đó. Nên là các bạn nào đang sử dụng các cái dòng Euro 4, các bạn nào đang sử dụng các cái dòng máy điện Euro 4, Euro 5 rồi Euro 6 luôn, thì các bạn cứ lên kênh của mình thì các bạn sẽ được update những cái thông tin mới nhất về các cái triệu chứng, các cái hiện tượng của các cái dòng đặc biệt này, dòng phun dầu điện tử này. Thì video này một cái thực tế mà chắc mình nghĩ là cũng không ít khách hàng là gặp phải đâu. Nên là các bạn nào mà chúng ta thấy cái video này thực sự mà có hiệu, có bổ ích, thực sự là nó đúng với thực tế, thì các bạn hãy chia sẻ video này của mình đến cho những người thân, những người bè bạn, những cái người mà đang sử dụng những cái dòng xe phun dầu điện tử, những dòng Euro 4, Euro 5, Euro 6, các cái dòng máy điện trước đây, để có người ta biết được cái thông tin này, để người ta hạn chế được đi cái việc sửa chữa nó nhầm, nó không đúng bận thì nó sẽ không ra nha. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video. Có một số bạn á thì mà sau khi mà biết bên mình có cung cấp cái sản phẩm này á, thì khi mà xe có những cái hiện tượng như là khói đen, đè khó nổ, hay là như vừa rồi mình mới nói các bạn đó về trường hợp mà cái đường dầu hồi nó quá nóng, thì mới liên hệ với mình để mua cái sản phẩm này về để mà vệ sinh hệ thống nhiên liệu. Nhưng mà lúc đó thì nó đã quá trễ rồi các bạn, đã quá trễ rồi. Thì cái xe của bạn, cái này sản phẩm này nó chỉ dùng để vệ sinh định kỳ thôi, nó vệ sinh định kỳ thôi, chứ nó không có tác dụng cứu sống hệ thống nhiên liệu của quý vị các bạn. Mà tắc ở đây chính là không thể cứu sống được cái kim phun của quý vị các bạn được nữa. Mà cái kim phun của chúng ta thì chúng ta chỉ có thể là đi thay mới thôi, hoặc là chúng ta làm lại thôi, chúng ta phục hồi lại thôi, chứ không còn sử dụng được những cái sản phẩm như này nữa. Mà sản phẩm này chỉ dùng khi các bạn xe vẫn còn ok, hoặc là xe bắt đầu chớm có những cái hiện tượng rung lắc nhẹ, hoặc là đạp ga nó không có được ngọt á, thì các bạn sử dụng những cái sản phẩm như vậy thì nó còn có tác dụng. Chứ còn một khi mà hư kim nó đã có hiện tượng hư 100% rồi thì các bạn có đi vệ sinh kiểu gì nó cũng không hết được đâu. Đó. Nên là nếu mà các bạn nào đang xem cái video này của mình á, các bạn đang sử dụng các dòng xe Euro 4 á, các cái dòng xe máy điện á, thì làm ơn dùng thì dùng trước khi nó bị hư, chứ đừng có dùng sau khi nó bị hư. Mình đã cất công mình đi kiếm những cái sản phẩm rất là tiện lợi cho quý vị các bạn, để các bạn nâng cao tuổi thọ của cây kim phun, để cho các bạn có thêm một cái phương án để giúp cho cái xe của bạn nó hoạt động hiệu quả hơn, tránh những cái hư hỏng về hệ thống nhiên liệu quá tốn kém và cũng quá mất thời gian. Nhưng mà các bạn vẫn cứ nghi ngờ, vẫn cứ như một số bạn thì biết vậy thôi, chứ cũng không có sử dụng, nghĩ rằng là mình đã làm đúng cách rồi nên không cần phải sử dụng. Nhưng mà đến lúc mà bị rồi thì lại đi mua về làm gì nữa. Nói chung là rất rất là
là buồn, bởi vì xe của bạn nó bị vậy rồi thì mình cũng chỉ có khuyên được rằng là thì các bạn thử thêm xem sao thôi. Giống như là khi các bạn mà bị một vấn đề thì nó vái tứ phương vậy đó, thì lúc đó chúng ta thì cứ thử xem mà nó có được không, được thì tốt, không được thì thôi, chứ không còn cách nào. Nhưng mà khả năng được thì rất là chậm rồi đó. Nên các bạn nào mà biết cái sản phẩm này sử dụng, muốn sử dụng thì các bạn liên hệ ngay đi, các bạn sử dụng ngay đi, đừng có chờ, đừng có chờ đợi, chờ đến lúc cứ trì hoãn rồi đến lúc xe nó bị rồi thì vô phương cứu chữa, mọi chuyện đã trễ rồi. Vậy nha các bạn.